Đến 16 giờ ngày 22 tháng 5, cử tri Trần Văn Thường là một trong những cử tri cuối cùng của tổ bầu cử số 5 phường Hưng Phúc, thành phố Vinh đi bỏ phiếu. Mặc dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng tới điểm bầu cử, anh vẫn xem lại lần cuối trước khi quyết định lựa chọn đại biểu cho Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Là một thanh niên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì chúng tôi mong muốn rằng những ứng viên được chọn thì sẽ phát huy hết được tất cả những cái năng lực về trí lực và đạo đức để nhằm đưa đến cho giới trẻ chúng tôi những cái cơ hội, những cái con đường để cống hiến hết được cái sức trẻ cũng như là trí tuệ của mình để nhằm xây dựng một cái đất nước tươi đẹp và ấm no hạnh phúc. Đến 17 giờ, tổ bầu cử số 5 đã hoàn thành trên 99% cử tri đi bỏ phiếu. Cũng là một cái ngày hội của toàn dân. Do đó nhân dân rất phấn khởi và nỗ lực bỏ phiếu. Hầu hết là đến hơn 99% là cử tri đã bỏ phiếu. Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh, vào cuối chiều nay, trên địa bàn toàn tỉnh, tình hình bầu cử đã diễn ra rất thành công. Cử tri tỉnh nhà đã đi bầu với tinh thần vui tươi, phấn khởi và đầy tin tưởng về sự lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tham gia vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Tính đến 17 giờ, tỷ lệ cử tri đi bầu toàn tỉnh đạt trên 93%. Tiêu biểu, nhiều địa phương đạt 100%. Không khí kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội kỳ này cũng như Hội đồng Nhân kỳ này là một không khí bầu cử rất là phấn khởi, vui tươi và thực sự những chúng tôi đánh giá là ngày hội của toàn dân. Công tác đảm bảo về an ninh trật tự cũng được chuẩn bị khá tốt, cho nên mặc dù cái số lượng các cái tổ bầu cử rất lớn, 3.790 tổ bầu cử, thế nhưng mà tất cả các tổ bầu cử thì không để xảy ra các cái vụ việc vi phạm về an ninh trật tự. Đến thời điểm 17 giờ ngày 22 tháng 5 thì trên địa bàn tỉnh Nghệ An chúng ta đã có 93% cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Và tôi tin rằng với cái kết quả bỏ phiếu nếu như kết thúc lúc 19 giờ tối hôm nay thì tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu còn cao hơn nhiều. Để đảm bảo thành công trọn vẹn cuộc bầu cử ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu, Ủy ban bầu cử các cấp sẽ chỉ đạo các tổ bầu cử niêm phong tiến hành kiểm phiếu khách quan, công khai, đúng quy định của pháp luật. Các tổ bầu cử sẽ khẩn trương tổng hợp báo cáo kết quả bầu cử cho các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện công khai kết quả bầu cử.